Hello, Hoàng xin chào cả nhà nha. Thì ở đây Hoàng có đắp một bộ full set short nail nha mọi người. Nói chung hôm nay khách vô là làm toàn short nail không mọi người. Đó. Short nail thì mình làm rất là đơn giản nha. Đắp bột khoảng 5 phút, giũa khoảng 5 phút. Rồi lúc mà tính thời gian gắn móng với sơn top luôn cũng khoảng 5 phút nữa là cho cái móng ngắn này. Mình làm trong vòng 15 phút, 40 đô nha mọi người. Đó, rất là dễ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ phao chạy máy cuticle nha. Thì mình đã đắp đẹp rồi. Mình chỉ cần chạy sơ sơ trên cuticle thôi mọi người. Không có cần chạy nhiều quá đâu. Đó, chổng cái tay của người khách xuống rồi mình đi cái khóe này cho nó tròn, nó ôm sát vô là ok. Đó, xong chạy qua, nhảy qua cái ngón khác liền. Hoàng định làm cái tay này thử mình giống như là quay cái clip mà thử thách mà giống như khách đông mà mình chạy khách đó mọi người. Vũ coi nó bao lâu, nhưng mà vì lo nói chuyện với khách này nọ thì mình làm cái tay này cũng vũ tay này cũng mỗi bên 3 phút, là tính ra là cái bộ tay này cũng 5-6 phút mới xong nha mọi người. Định làm khoảng vũ trong thời gian khoảng 3-4 phút thôi là ok rồi, mà vừa vũ mà vừa nói chuyện với khách nó hơi lâu chút xíu mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vũ nè cho nó tròn cuticle nè, không có vũ trên mặt móng nha mọi người. Móng ngắn mà Hoàng cũng vũ trên cuticle thôi. Sau khi vũ xong mình sẽ chổng cái tay của người khách lên nè, không có dính bột ở dưới nha. Mình cũng phải đi một hai cái đường, bên trái bên phải. Đó, đi hai cái đường đó. Rồi, chút nữa mình cái dơ cái màu trắng dưới đó mình vũ nó sẽ ra hết nha mọi người. Mà mình phao cái dưới đó mình vũ thì cái móng ở dưới nó sẽ skinny, nó sẽ nhìn gọn hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vũ nó vô nè. Đó, vũ cho nó ôm vô cái nó narrow vô là ok nha. Đó, ôm sát vô. Dễ lắm mọi người, nhiều khi móng ngắn á mà đúng là tiền nào của nấy mọi người, mà móng ngắn là mình làm trong vòng mười mấy phút tới 15 phút là ok nha. Còn ai mà giỏi nữa thì mình có thể làm trong vòng 12 phút. Mình nghĩ là 10-12 phút là ok. Còn như Hoàng vừa làm mà vừa nói chuyện thì trong vòng 15 phút xong bộ này nha. Là đối với khách dễ nha mọi người. Nếu mà khách khó mà đắp móng ngắn này mà bị mình phải làm kỹ là cũng khoảng 20-25 phút đó nha. Tại vì khách dễ mình mới chạy khách giống vậy thôi. Đó. Chổng cái tay của người khách lên, mình vỗ cho real square nha mọi người. Đó mọi người coi nè. Nó square chưa? Đó, mình phủi sơ sơ đó. Đó, cái này là khách cũng trẻ nha mọi người. Cũng mới mười mấy tuổi thôi, nhưng mà đa số khách ở khu của Hoàng làm á là từ trẻ đến lớn tuổi luôn. Là khách đều thích real square, không có thích square round mọi người. Cũng tùy khu thôi. Đó, khu của Hoàng thì cũng thuộc dạng là khu ăn chơi nha mọi người. Người khách này Hoàng làm nè, mọi người thấy không? Đó, cũng xăm chỗ, cũng thứ dữ nha. Mà mới có 15-16 tuổi thôi. Đó, mình vũ cho nó tròn kia, còn nó ôm vô thôi. Màu này là màu Milky White nha mọi người. Bữa nào Hoàng sẽ làm full lip nha mọi người. Full lip luôn, lúc mà khách đặt ngồi xuống ghế thì mình sẽ quay luôn. Đến lúc mà khách trả tiền thì sẽ coi làm một bộ tay khoảng bao nhiêu phút nha. Thì bữa nào có thời gian thì Hoàng sẽ quay full clip luôn. Tại vì cái này mọi người biết không, hôm nay là ngày thứ 6 nha, mà mình quay giống vậy nè thì mấy cái bộ ngắn mới có thời gian quay thôi mọi người. Nhiều khi bộ dài quá muốn quay đẹp lắm mà muốn quay mà không có thời gian luôn mọi người. Mình nhờ mẹ của mình quay hoặc là ai quay á, thì khách vô là mình phải bắt buộc mình phải bỏ camera xuống, mình phải làm khách thôi mọi người. Nên nhiều khi short nail thì mới có thời gian quay nha. Nhiều khi móng dài cũng không có thời gian quay cũng ổn lắm nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ vũ max sure lại một lần nữa nè. Mình vũ cho nó chỉnh cái shape lại cho nó ok.
cái này là dũa lần thứ hai nha. Đó, cho nó ôm vô. Từ để cái dũa từ dưới lên nha mọi người, cho cái bột ở dưới nó ra hết á. Rồi mình sẽ ôm sát lên trên cái móng cho nó tròn luôn. Dũa phải nhanh nha mọi người. Đây. Dũa mình cũng phải bóp cái tay của người khách ra nha. Đó, cho nó ôm vô. Tại cái này gắn móng nó cũng hơi vừa dũ vừa nói chuyện mọi người. Dũ một móng mà dũ quá trời luôn. Nói chung mình dũ quá trời thì nó ôm vô nó gọn gàng vô thôi. Chứ tại vì cái này Hoàng gắn móng bự mà mọi người. Mình càng dũ nó càng narrow thôi. Chứ nó không phải là nhỏ cái móng tay mà thấy real nail của khách nha. Đó. Rồi mọi người xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh. Hoàng cảm ơn mọi người rất nhiều nha.